Toyota Corolla Cross và Kia Seltos là hai cái tên mới đáng chú ý chuẩn bị góp mặt tại thị trường Việt Nam để cạnh tranh với Hyundai Kona ở phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, người dùng Việt Nam không có quá nhiều lựa chọn đối với nhu cầu mua xe gầm cao cỡ nhỏ. Nhóm mini SUV hiện chỉ có 3 mẫu xe quen thuộc gồm Hyundai Kona, Ford EcoSport cùng Honda HR-V. Vì thế, thông tin Toyota Corolla Cross 2021 và Kia Seltos thế hệ mới chuẩn bị được ra mắt tại Việt Nam thu hút được nhiều sự chú ý của thị trường. Đây cũng là hai cái tên mới mẻ với những đặc điểm phù hợp với thị hiếu của khách hàng trong nước. Vậy, Corolla Cross cùng Seltos khác biệt nhau ra sao và có yếu tố nào để đáng để chờ đợi? So sánh về ngoại thất. Về thiết kế đầu xe. Về ngoại thất, không quá khi nói Kia Seltos All-New là chiếc xe có thiết kế thể thao ấn tượng bậc nhất phân khúc với những đường nét mới mẻ. Phần đầu xe thể thao với những đường nét thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt xe vẫn là dạng mũi hổ đặc trưng của Kia nhưng đã được tinh chỉnh ấn tượng hơn cùng những giải chrome lớn nổi bật. Kia Seltos 2020 được trang bị hệ thống đèn full LED với đèn pha với 4 bóng, tách biệt kết hợp đèn chạy ban ngày, còn đèn xi nhan được chuyển xuống ngay bên dưới, giúp tạo hình mới mẻ. Riêng phần đèn sương mù của Kia Seltos 2020 được thiết kế đặt dọc với 3 bóng chiếu. Đây có thể là trang bị hút khách hàng của thương hiệu Hàn Quốc so với các đối thủ. Gương mặt Corolla Cross trông rất ngầu như bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen, kết hợp cùng vân nổi trông như vảy rồng độc đáo. Ở các phiên bản Hybrid, logo Toyota sẽ càng nổi bật với các dải đèn màu xanh đặc trưng. Nối liền mặt ca lăng là cụm đèn pha LED sắc sảo vuốt dài theo chiều ngang, toát lên ánh nhìn hung dữ. Tạo thêm điểm nhấn là dải đèn LED ban ngày cũng có thiết kế kéo dài thành một đường thẳng. Trong khi đó, phần nắp capo trông rất cơ bắp với những đường gân dập nổi rõ nét. Trong khi một số đối thủ chỉ sử dụng bóng halogen cho đèn sương mù, thì Corolla Cross đã được ứng dụng công nghệ LED mang lại hiệu suất tối ưu hơn. Về thiết kế thân xe, Kia Seltos 2020 sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và không kém phần thể thao. Phần hông của Kia Seltos nổi bật với đường viền chân kính mạ chrome vớt lên ở trụ D, tạo điểm nhấn mui nổi độc đáo. Seltos 2020 lăn bánh trên bộ la răng hợp kim 5 chấu, đường kính 17 inch, nhấn mạnh, ấn tượng thể thao và mạnh mẽ với chụp mâm viền đỏ cho tất cả các phiên bản. Ngoài ra, người dùng có thể chọn nhiều tùy chọn la răng hợp kim với kích thước từ 16 đến 18 inch. Phần thân xe cũng sử dụng gương chiếu hậu chỉnh gập điện kết hợp đèn xi nhan. Đồng thời, hãng xe Hàn Quốc còn ốp thêm cản bên thân xe Kia Seltos, giúp sườn xe cứng cáp hơn. Sang đến phần hông, Corolla Cross vẫn bộc lộ phong cách thể thao của mình với 4 vòm bánh được tạo hình vuông vức, đồng thời được ốp nhựa đen hầm hố. Dàn chân của Corolla Cross cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ tạo hình 5 chấu kép mày phân xước. Sẽ có 2 tùy chọn kích thước gồm 17 inch kèm lốp 215/60 hoặc 18 inch kèm lốp 225/50. Phần mái có kiểu dáng hơi dốc về sau, mang đến cái nhìn trẻ trung cho Corolla Cross. Tương tự như đối thủ, cặp gương chiếu hậu của xe cũng có tính năng gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Tuy nhiên, cặp gương của Corolla Cross còn có thêm tính năng tự động chỉnh góc thấp khi vào chế độ lùi. Đây là điểm cộng lớn giúp người lái cảm thấy dễ dàng hơn khi lùi xe vào bãi đỗ hoặc xoay trở trên đường hẹp. Về thiết kế đuôi xe. Bước sang phần đuôi, Kia Seltos 2020 gây ấn tượng với khách hàng bởi cụm đèn hậu tạo hình góc cạnh với việc sử dụng bóng LED, giải chrome nối liền cũng là điểm nhấn của phần hậu này. Mặc dù Kia Seltos 2020 chỉ sử dụng ống xả đơn, những hãng xe Hàn Quốc rất biết chiều lòng người dùng với việc sử dụng cản sau, giả bộ đôi ống xả giúp xe cân đối. Phần đuôi xe của Corolla Cross gây ấn tượng với khoảng gầm cao tạo sự an tâm di chuyển qua những địa hình gồ ghề hay gập nước. Thêm vào đó, khoảng gầm cao cũng giúp tính năng mở cốp rảnh tay trở nên nhạy bén hơn. Trong khi đó, cụm đèn LED có tạo hình khá thanh mảnh và tràn sang bên hông giúp tăng cường độ nhận diện cho Corolla Cross. Phía trên cao hiển nhiên không thể thiếu đi cánh lướt gió tạo cái nhìn năng động, đồng thời tối ưu tính khí động học. Điểm chung trong thiết kế của hai mẫu SUV 5 chỗ là sự phá cách và khác biệt so với những dòng xe hiện hành đến từ Toyota và Kia đang có mặt tại Việt Nam. Xét về kích thước,
Toyota Corolla Cross nhìn hơn ở thông số chiều dài tổng thể và chiều cao cơ sở, giúp nội thất rộng rãi hơn. Trong khi đó, Kia Seltos lại có khoảng sáng gầm tốt hơn, hứa hẹn cho khả năng di chuyển linh hoạt và cơ động hơn khi gặp điều kiện đường xấu. Cụ thể, kích thước của hai mẫu xe tương ứng như sau. Toyota Corolla Cross với 4.460 × 1.825 × 1.620, chiều dài cơ sở 2.640 và khoảng sáng gầm 161mm. Ở Kia Seltos, có chiều dài rộng cao tương ứng với 4.315 × 1.800 × 1.620, chiều dài cơ sở 2.610 và khoảng sáng gầm 190mm. So sánh về nội thất. Cùng xây dựng để nhắm đến nhóm khách hàng trẻ, Toyota Corolla Cross và Kia Seltos được thiết kế cabin 5 chỗ với nhiều tính năng tiện ích dành cho người dùng. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt rõ nét về phong cách khi Corolla Cross mang thiên hướng lịch lãm, còn Seltos lại đậm tính thể thao và cá tính. Bước vào khoang nội thất của Kia Seltos, khách hàng sẽ cảm thấy sự chỉn chu và trung tính trong cách thiết kế của Kia khi sắp xếp dàn trải các chi tiết theo chiều ngang để tạo cảm giác cân đối, hài hòa. Không gian cho cả hai hàng ghế được nhiều chuyên gia đánh giá là rất thoải mái so với đối thủ trong phân khúc. Áo ghế da được trang bị trên các phiên bản cao cấp, trong khi phiên bản cơ sở sử dụng ghế nỉ để cắt giảm giá thành. Kia cung cấp hai lựa chọn tông màu cho nội thất Seltos, đó là tông thuần đen với chỉ đỏ khâu thể thao cho bản GT Line và tông be thanh lịch sang trọng kết hợp họa tiết ghế hình lục giác cho bản Tech Line. Trang bị đèn nền nội thất được dùng chung cho hầu hết các thị trường, kết hợp với hệ thống ánh sáng tích hợp vào vị trí loa mang đến ấn tượng cao cấp cho Seltos 2020. Nhờ cách phối màu đỏ đen lạ mắt, khách hàng sẽ cảm thấy bất ngờ khi khám phá khoang cabin của Toyota Corolla Cross 2021. Về cơ bản, thiết kế khoang nội thất của Corolla Cross khá tương đồng với Corolla Hatchback. Bước vào khoang lái, khách hàng sẽ ấn tượng ngay với màn hình cảm ứng cỡ lớn 9 inch với thiết kế nhô cao tách biệt khỏi táp lô. Thiết kế này mang đến cái nhìn hiện đại hơn hẳn dạng im chìm vào táp lô thường thấy trên những chiếc Toyota. Ở khu vực táp lô, các nút bấm cơ học gần như được lược giản giúp Corolla Cross nhanh chóng ghi điểm trong mắt khách hàng. Phía trên là gương chiếu hậu, trong đó có khả năng tự động chống chói, mang lại tầm nhìn thuận lợi cho người lái. Corolla Cross sử dụng vô lăng đa chức năng 3 chấu bọc da. Ngay phía sau là cụm đồng hồ nổi bật với màn hình MIUI Rosa 7 inch có độ hiển thị khá sắc nét. Hàng ghế sau của Corolla Cross có độ nghiêng khá lớn, thậm chí có thể ngả thêm một góc 6 độ, giúp hành khách thoải mái khi đi xa. Đi kèm là ba tựa đầu và bệ tì tay cỡ lớn, tích hợp hộp để cốc và cổng USB. So sánh về tính tiện nghi. Nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc trang bị cho Kia Seltos 2020 hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là dàn âm thanh 6 loa. Hệ thống thông tin giải trí trên Corolla Cross cũng rất đa dạng với nhiều trang bị và tính năng như màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và dịch vụ T-Connect của Toyota, dàn âm thanh 9 loa, cổng UBS, AUX, HDMI, kết nối Wi-Fi để lướt web, kết nối Internet, kết nối điện thoại thông minh và chức năng khởi động bằng nút bấm khóa cửa từ xa. So sánh về động cơ. Theo các thông tin hiện đại, Toyota Corolla Cross gần như chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên trong phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam, có tùy chọn cấu hình động cơ Hybrid xăng lai điện có tổng sức mạnh 170 mã lực và 305 Nm. Đồng thời, Toyota vẫn cung cấp model Corolla Cross sử dụng động cơ xăng 1.8 lít với công suất 140 mã lực và mô men xoắn 177 Nm. Đi kèm đó là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Về phía Kia Seltos, mẫu xe này có thể sẽ được Thaco phân phối với hai cấu hình động cơ 1.4 lít và 1.6 lít. Tại Singapore, Seltos trang bị tiêu chuẩn động cơ xăng tăng áp 1.4 lít sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô men xoắn cực đại 242 Nm. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, phiên bản Seltos dùng động cơ tăng áp 1.6 lít có công suất 177 mã lực và mô men xoắn 264 Nm. Hộp số theo xe là loại tự động 7 cấp ly hợp kép. So sánh về khả năng an toàn. Trang bị an toàn nổi bật trên Kia Seltos 2020 bao gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe,
camera lùi. Nhờ có gói an toàn Toyota Safety Sensor, Toyota Corolla Cross 2021 lập tức ghi điểm trong mắt khách hàng gia đình với những tính năng hiện đại như kiểm soát hành trình bằng Dynamic Radar, tự động nâng tia sáng, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ bám làn, camera 360 độ. Ngoài ra, Toyota Corolla Cross còn có những tính năng an toàn đáng chú ý như cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang phía sau và hệ thống 7 túi khí. So sánh về giá bán. Dù có những ưu điểm và lợi thế nhất định, nhưng giá bán vẫn là yếu tố quyết định doanh số của Toyota Corolla Cross cũng như Kia Seltos. Theo chia sẻ từ một nhân viên kinh doanh Toyota ở thành phố Hồ Chí Minh, Corolla Cross sẽ có 3 phiên bản với mức giá dao động trên dưới 900 triệu, thuộc diện cao nhất phân khúc. Theo kế hoạch, Corolla Cross sẽ sớm có mặt tại các đại lý trong tháng 8 tới đây. Nếu nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu mini SUV của Toyota sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các dòng xe gầm cao lắp ráp đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Các cái tên có thể kể đến như Hyundai Kona rơi vào tầm 636 đến 750 triệu, Hyundai Tucson 784 tới 923 triệu, hay Mazda CX-5 ở khoảng 819 triệu đến 1 tỷ 049 triệu. Còn với Kia Seltos, nhiều khả năng xe sẽ có 4 biến thể được bán ra vào quý 4 2020. Đối với Kia Seltos, nhiều khả năng xe sẽ có 4 biến thể được bán ra vào quý 4 2020. Nếu được Thaco lắp ráp trong nước, định giá vào khoảng 700 triệu thì tiềm năng để Seltos thách thức vị trí dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ của Hyundai Kona là hoàn toàn có thể. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin xe tại Bảo Hà Ô Tô. Hãy ấn like và subscribe kênh Bảo Hà Ô Tô để nhận được những bản tin xe nhanh và sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!